Chào mừng Kem đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời Kem cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 9 bài 6. Truyện truyền kỳ và truyện trinh thám, trang 5 đến trang 11. Đọc hiểu văn bản 1, chuyện người con gái Nam Xương, trích truyền kỳ Mạng Lục, Nguyễn Dữ. Số 1 nhỏ, chuẩn bị, thì các em xem lại phần kiến thức ngữ văn để chúng ta vận dụng vào đọc hiểu văn bản này. Khi đọc hiểu văn bản truyền kỳ, bên cạnh các yêu cầu chung về đọc hiểu văn bản truyện theo đặc trưng thể loại, thì các em cần chú ý thêm những cái chi tiết sau. Phát hiện và đánh giá ý nghĩa tác dụng của các yếu tố kỳ lạ, kỳ ảo, nhân vật, thần tiên, ma quỷ, cõi tiên, địa ngục, thủy cung. Phân tích mối quan hệ giữa yếu tố thực và yếu tố kỳ lạ, kỳ ảo trong văn bản, qua đó tìm hiểu xác định cái quan điểm, thái độ của người viết. Suy nghĩ về những cái vấn đề có ý nghĩa nhân sinh và nhân sinh mà truyện đặt ra và liên hệ với cuộc sống ngày nay. Tìm hiểu thêm thông tin về tác giả Nguyễn Dữ và tập truyện truyền kỳ Mạng Lục. Rồi các em đọc toàn bộ văn bản và ghi lại những cảm nhận hoặc là ấn tượng đầu tiên của em. Tiếp theo hay nhỏ phần đọc hiểu thì các em sẽ mở sách giáo khoa và chúng ta đọc kỹ văn bản này. Thì văn bản được trích trong truyền kỳ Mạng Lục, Trúc Khê Ngô văn truyện dịch, nhà xuất bản Văn Hóa Hà Nội 1962. Tiếp theo câu hỏi giữa văn bản. Một nhân vật Vũ Thị Thiết và Trương Sinh được giới thiệu như thế nào? Vũ Thị Thiết quê ở Nam Xương, tính thùy mị nết na, tư dung tốt đẹp. Trương Sinh có tính đa nghi. Hai, Vũ Thị Thiết muốn nhắn gửi điều gì với chồng qua lời đối thoại này? Thì Vũ Thị Thiết muốn nhắn gửi chồng, nàng không cần công danh phù phiếm, chỉ mong chàng bình an trở về, hơn nữa nàng cũng bộc lộ nỗi khắc khoải nhớ chồng, coi hạnh phúc gia đình là trên hết. Câu 3, tình huống bất ngờ nào xuất hiện? Tình huống bất ngờ xuất hiện là đứa con đối với Trương Sinh rằng, trước đây cũng có người đàn ông đêm nào cũng đến, mẹ đi cũng đi, mẹ ngồi cũng ngồi, nhưng chẳng bao giờ bế con. Trương Sinh nghi vợ ngoại tình nên đã la lên cho hả giận. Câu 4, Vũ Thị Thiết đã có những lời nói nào khi bị chồng nghi ngờ? Khi bị chồng nghi ngờ thì Vũ Thị Thiết đã có những lời nói. Thiết vốn con kẻ khó, được nương tựa nhà giàu, cách biệt 3 năm giữ gìn một tiết, tô son điểm phấn từng đã ngôi lòng, ngõ liễu tường hoa chưa hề bén gót. Giám sinh bày tỏ để cởi mối nghi ngờ, mong chàng đừng một mực nghi oan cho thiếp. Câu 5, chú ý các chi tiết kỳ ảo trong phần 3. Thì chi tiết kỳ ảo thứ nhất, Phan Lan đêm nằm mộng thấy có người xin chàng, thả rùa xanh mà chàng vừa bắt được, linh phi hóa thân. Chi tiết kỳ ảo thứ hai là Vũ Nương và Phan Lan được linh phi cứu sống và cho ở nơi động rùa dưới thủy cung. Sau đó Phan Lan được hồi sinh và trở về trần gian. Chi tiết kỳ ảo thứ ba, linh hồn Vũ Nương trở về trên bến sông khi Trương Sinh lập đàn giải oan. Nàng nói vài lời tỏ minh rồi từ từ biến mất trong sương khói mịt mờ. Tiếp theo câu 6, Vũ Nương là ai, chi tiết nào không có thật? Thì Vũ Nương là người ngày trước bị Vu Oan phải gieo mình xuống sông tự tử nhưng được các nàng tiên trong cung cứu giúp. Chi tiết không có thật ở đây, các nàng tiên trong cung nước rẽ một đường nước cho Vũ Nương thoát chết. Câu 7, truyện kết thúc thế nào? Thì Trương Sinh lập đàn tràn dài 3 ngày đêm ở bến Hoàng Giang, Vũ Nương ngồi trên kiệu hoa, sau đó sau có 50 chiếc xe cờ tán lúc ẩn lúc hiện. Tiếp theo, trả lời câu hỏi.
Câu 1, ở phần 1, nhân vật Vũ Nương đã nói câu gì khi chia tay chồng? Câu nói ấy cho thấy vẻ đẹp nào về phẩm chất, tính cách của nàng? Thì ở phần 1, Vũ Nương đã nói câu: chàng đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong đeo được ấn phong hầu mà áo ặc trở về quê cũ. Chỉ xin về mang theo được hai chữ bình yên. Rồi một, như vậy Vũ Nương là một người cho thấy Vũ Nương là một người vợ hiền, khôn khéo và nết na, đặt hạnh phúc gia đình là trên hết, coi thường danh lợi. Chỉ e việc quân khó liệu, thế giặc khôn lường, giặc cồn còn lẫn lúc, quân triều đình còn gian lao. Rồi thế trẻ tre chưa có, mà mùa dưa chín quá kỳ, khiến thiếp ôm nỗi quan hoài, mẹ già triền miên lo lắng. Người vợ biết chịu đựng thử thách, biết chờ đợi để yên lòng người đi xa. Tiếp theo câu 2, trong phần 2, nhà văn đã tạo ra tình huống nào để khắc họa bi kịch của nhân vật Vũ Nương, từ đó em nhận xét gì về thân phận của nhân vật này? Thì ở trong phần 2, nhà văn đã tạo ra tình huống bé Đảng ngây thơ, tưởng cái bóng là bố mình nên đã khiến Trương Sinh hiểu lầm vợ. Nhận xét thân phận của nhân vật Vũ Thị Thiết thật bất hạnh, mong manh và cay đắng. Câu 3, không gian xuất hiện của nhân vật Vũ Nương ở phần 3 có điểm gì khác thường? Em hiểu thêm điều gì về Vũ Nương qua các chi tiết ở phần này? Thì không gian xuất hiện của nhân vật Vũ Nương là ở dưới thủy cung nơi động rùa. Khi sống dưới thủy cung vẫn không nguôi nỗi nhớ chồng gia diết, là người phụ nữ biết giữ gìn trinh tiết, tìm tới cái chết để bảo toàn danh dự của mình. Câu 4, phân tích mối quan hệ giữa yếu tố thực và yếu tố kỳ lạ, kỳ ảo trong văn bản. Mối quan hệ giữa các yếu tố thực và yếu tố kỳ ảo trong văn bản là nhờ yếu tố kỳ ảo để nói lên cái thật. Yếu tố kỳ ảo đóng vai trò làm cầu nối đưa ta vào một thế giới huyền diệu và bí ẩn. Yếu tố thực thì cho thấy toàn bộ đời sống thực của con người với biết bao điều gian khổ, điển hình là nhân vật Vũ Nương. Hai yếu tố hiện thực và kỳ ảo có mối quan hệ gắn bó với nhau. Chúng đang xen tương tác với nhau để làm nổi bật tư tưởng của tác giả muốn gửi gắm đến người đọc. Tiếp theo câu 5, giả sử không có những chi tiết kỳ lạ, kỳ ảo, câu chuyện sẽ thay đổi như thế nào về nội dung và đặc điểm nghệ thuật? Thì nếu không có chi tiết kỳ lạ kỳ ảo thì câu chuyện sẽ mất đi sức hấp dẫn, giá trị nhân đạo và nhân văn của tác phẩm. Kết thúc tác phẩm với cái chi tiết Vũ Thị Thiết gieo mình xuống sông chết và Trương Sinh nhận ra được nỗi oan của vợ. Câu 6, hãy nêu suy nghĩ của em về một vấn đề có nghĩa nhân sinh mà truyện đặt ra và liên hệ với cái cuộc sống ngày nay. Ví dụ như nhờ chi tiết cá bóng, tác giả cho thấy rõ phẩm chất của các nhân vật trong truyện. Ngoài ra tác giả còn lên án tố cáo xã hội phong kiến tàn ác đã khiến số phận người phụ nữ mong manh, bế tắc. Qua đó khiến ta trân trọng nâng niu vẻ đẹp của người phụ nữ ngày nay. Họ đều có quyền lên tiếng đấu tranh để bảo vệ cho thân phận của mình.